quay trở lại kênh của công ty cà phê Lyon. Thì trong clip này tôi sẽ chỉ cho mình máy xay cà phê là gì và cái cách chỉnh độ xay và cách cảm nhận xem là độ xay đã chuẩn hay chưa. Thì trước mắt của chúng ta đây là hai máy pha cà phê của Gamelight và của Casadio. Thì hai dòng máy pha cà phê này đang sử dụng chung một máy xay cà phê tên là máy xay cà phê HC600. Thì tức có nghĩa là sao? Tức là máy xay cà phê là một cái bộ phận riêng để tạo ra một ly cà phê chứ không phải nó nằm chung với máy pha cà phê nha anh chị. Thì tôi sẽ lấy ví dụ một máy pha cà phê thôi, một là máy pha cà phê của Gamelight thì sẽ dùng chung với máy xay cà phê tên là HC600. Thì máy xay cà phê HC600 trước mắt của chúng ta đang là dòng máy xay quốc dân, tức là được nhiều chủ quán tin dùng hiện nay với các tiêu chí nổi bật như sau. Thứ nhất là giá thành tốt, thứ hai là độ bền cao, thứ ba và dễ sử dụng nha anh chị. Thì máy xay này, tôi sẽ nói sơ qua về máy xay này, là dòng máy xay cà phê nhập khẩu từ Đài Loan. Tuy nhiên, cái lưỡi của máy xay chính là bộ phận quan trọng nhất của máy xay này, được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Vì thế, cái độ bền của cái lưỡi này nó sẽ là độ trên 1 năm. Thông thường những cái máy xay cà phê khác như là N900, độ bền chỉ khoảng tầm 6 tháng thôi là mình phải thay một lưỡi một lần rồi. Nhưng đối với máy xay HC600 thì độ bền của lưỡi là trên 1 năm, nó sẽ tiết kiệm chi phí cho mình. Tại vì một lần thay cái lưỡi xay này sẽ tốn khoảng tầm 1,5 triệu nha anh chị, chứ không phải rẻ nha. Đó. Thì máy xay cà phê nó sẽ có nhiều cái mức độ, nhiều cấp độ để chỉnh cái độ xay chuẩn. Trên đây anh chị thể thấy nè, có rất là nhiều số này. Cái số này là để làm gì? Là để thể hiện cái độ xay chuẩn, cái độ xay nhiều nấc để mình chỉnh. Đó, rất là nhiều nấc. Thì anh chị đừng quan tâm là nhiều số là làm gì hết. Mình chỉ cần xem coi là máy xay của mình đang có độ xay chuẩn là bao nhiêu. Làm thế nào để biết được độ xay chuẩn? Bằng cách là chúng ta sẽ xay ra và chúng ta sẽ dùng kinh nghiệm của mình để đoán được độ xay chuẩn. Đầu tiên mình sẽ xay ra thế này. Tôi sẽ chỉ cho anh chị cái cách để anh chị biết độ xay chuẩn. Rồi mình tắt máy đi. Rồi mình sẽ lấy một ít bột cà phê này và mình sẽ vân vân vô cái vân tay này. Mình sẽ vê vô vân tay này. Anh chị cảm giác nha, mình cái bột cà phê này nó không nát, nó mịn mà nó không nát và nó như cái hạt cát á, là ok, đừng có to quá và đừng có bị nát là được rồi. Rồi anh chị cứ bình tĩnh và cuối cùng tí mình pha thử xem là nó có dòng chảy cà phê ra, nó có kẹo hay không. Nếu như không kẹo, tôi nói là không kẹo, thì mình phải chỉnh là cái độ xay này giảm xuống. Thì cái mũi tên này này anh chị thấy không? Thì đi lên là nó thể hiện là cái lưỡi này đang chỉnh ở mức nào. Thì cái mũi tên này này anh chị đi lên này, đi lên, đi lên này, đi lên, đi vuông góc đi lên. Thì nó đang nằm ở số 2. Thì tức là cái số 2 này đang là mức độ xay hiện tại của máy xay để xay ra cái độ xay hồi nãy. Đó. Rồi anh chị pha ra mà nó kẹo thì anh chị sẽ biết là cái mức số 2 này đang là chuẩn. Còn pha ra mà không kẹo thì mình sẽ chỉnh xuống còn 1.9, 1.8. Với kinh nghiệm của tôi thì anh chị sẽ chỉnh xuống còn 1.9 thôi. Rồi mình pha thử lại xem nó kẹo hay chưa. Rồi tiếp tục mình chưa kẹo thì mình chỉnh xuống 1.8 thế này. Có nghĩa là pha thử lại mà vẫn không được thì mình sẽ giảm cái độ xay xuống. Đó, giảm từ từ, dần dần. Đừng có ào một cái là từ 2 chấm xuống 1.5. Đừng có vậy, mình xuống từ từ thôi. Một xuống một nấc, một nấc, một nấc. Đó. Để cho mình biết được cái độ xay chuẩn của máy xay. Đó. Thì thực tế hơn, tôi sẽ dùng máy pha cà phê Gamelight CRM băng 2B và xay cái mức độ xay là 2 chấm. Anh chị nhớ kỹ nha, mức độ xay 2 chấm để pha cho mình luôn. Đầu tiên tôi sẽ xay ra. Anh chị có thể nghe được cái tiếng máy xay không? Rất là êm nha anh chị. Nó không như những cái dòng máy xay khác, nó kêu to lắm. Rồi mình sẽ bỏ bột cà phê ra cái cầm. Bột cà phê của máy xay này xay ra nó sẽ không nóng nha anh chị. Anh chị hỏi tôi là xay ra nóng hay không nóng thì có bị ảnh hưởng gì đâu mà mình review. Thì khi mà nóng vậy á thì nó chiết xuất ra cà phê nó sẽ không ngon nha anh chị. Mình xay ra
Với cái lưỡi máy xay tốt thì nó sẽ không có bị nóng nha anh chị. Rồi sau đó tôi sẽ nhấn thế này, lớp bột nó sẽ chạy đều như này. Thì anh chị yên tâm đi, anh chị mua máy pha từ Lion thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho mình hết. Còn nếu anh chị không mua máy pha thì chúng tôi vẫn hướng dẫn, nhưng mà anh chị phải coi cái clip này để mình biết hơn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái một cái ly cà phê vào để mình xem coi là cái bột cà phê nó có ra được đúng cái chuẩn không. Nếu mà ra đúng chuẩn thì mình ghim nó lại là 2 chấm, còn không có thì mình sẽ chỉnh xuống 1.9 thôi. Bắt đầu nha anh chị, mình coi kỹ nha. Đó, anh chị thấy không? Cái dòng chảy ra rất là dày, sợi mỏng. Vậy là tôi đã biết được là cái độ xay chuẩn của máy xay này là 2 chấm rồi. Vì thế tôi đừng có dại là tôi sẽ chỉnh xuống thêm chi nữa. Và anh chị đừng có nghĩ là muốn ngon hơn thì tôi sẽ chỉnh thêm ngon hơn. Đừng có như vậy. Nếu mà anh chị càng chỉnh, càng mịn xuống thì anh chị sẽ bị cái tình trạng là pha ra không, nó bị cháy, bị khét đi. Tại vì khi mà anh chị chỉnh cái độ mịn cà phê quá mức, gặp cái nước sôi này nữa thì nó sẽ làm cho cà phê bị cháy, bị khét đi. Và cái người uống trải nghiệm không tốt về cái chất lượng cà phê của điểm bán của anh chị, và họ sẽ không quay lại mua lần thứ hai. Đó. Thì kinh nghiệm của Lion là gì? Với máy xay HC600, độ xay chuẩn thông thường là khoảng tầm 1.5 hoặc là 2 chấm trong một hai mức đó. Đó, tùy theo cái cấu tạo của máy xay bên trong. Thì sau đó anh chị cứ chỉnh về 1.5 đi, hoặc là 2 chấm đi. Rồi sau đó mình xem cái dòng chảy như thế nào, rồi bắt đầu mình sẽ test thử dần dần. Cái clip này là sự chia sẻ của Lion dành cho cộng đồng cà phê pha máy. Tôi mong là sẽ có nhiều người đăng ký kênh để tạo thêm cái động lực cho chúng tôi làm ra nhiều clip hơn. Xin cảm ơn các anh chị theo dõi chương trình này.